nhớt xong thì bây giờ cái cách mà mình để mình reset lại cái đồng hồ của nó, giờ mình không có để máy nhưng mà mình mở cái Anderson lên một nấc. Ok, sau đây giờ nó hiện lên là cái engine oil 2008 mai. Giờ mình reset. À, bây giờ cái reset possible. Đó, bây giờ nó hiện lên chiếc xe cái hình màu xanh rồi, có nghĩa là nó còn 16.000 mai nữa mình mới thay nhớt nữa, tới tháng 12 năm 2022. Còn cái này là nó báo mình về cái tháng trước là 28.000 mai nữa, cái tháng sau là 29.000 mai, dầu tháng á thì tới tháng 4 năm 2021 mới thay. Ok, xong rồi các bạn. Rồi, qua đây thì mình vào cái phần menu, rồi mình vào cái phần Vehicle Information nè, rồi mình vào cái Vehicle Status nè, rồi mình vào cái Oil Label nè, rồi giờ mình measure cái nhớt của nó nè. Lúc này chúng ta để máy lên, chúng ta bấm star, sau khi chúng ta nhấn cái measure, cái đo lượng oi của nó đó, thì nó sẽ hiển thị lên, nó chạy lên để nó báo mình coi oi có đủ chưa. Giờ nó đang hiển thị lên 76-77%, nó đang cao. Giờ nó xong 100%. Bên đây nó có một cái hình màu xanh, nó hiển thị đó là cái mức nhớt maximum là đủ rồi đó các bạn, không dư, không thiếu. Nó còn cái có nghĩa là cái engine oil level của mình đã hoàn tất. Ok, đó là xong hoàn tất một cái quá trình mà mình đã thay nhớt cho chiếc xe BMW đó các bạn. Cảm ơn các bạn nha.